Mai là ngày thứ sáu thứ bảy về. Sốt cao, nhưng cái bữa đầu tiên thì bỏ, nhưng mà mấy cái ngày sau á thì nó vẫn ăn uống bình thường, sốt nhưng mà vẫn ăn uống bình thường. Đặc biệt là sốt này thì chích hạ sốt nó không không xuống á, những cái chia sẻ bà con rồi đó. Nay là ngày thứ sáu thứ bảy rồi à, thì hôm nay nó chỗ ra, mình mẩy gì chỗ ra là coi như là nó đem thui hết đó. Mình quay kỹ cho bà con coi nha, đó chỗ ra vậy nè. Niêm mạc mũi miệng thì vẫn còn tốt à, niêm mạc mũi miệng thì vẫn tốt, nó chỗ cái bàn đít nó ra luôn bà con, nhìn thấy ghê lắm. Mà sốt khủng khiếp, không có nhiệt kế đo chứ phải có nhiệt kế đo luôn à, không có nhiệt kế để đo nhiệt độ của nó. Nhưng mà lúc nó sốt nhiều thì mình cảm giác được là nó nóng dữ lắm, cái hơi nó kỳ luôn, sốt nó muốn chỗ cái lằn máu trên cái lưng nữa nè bà con, xanh dần ở trong này nè, nó chỗ ra, cái này là giống như máu không á, máu không nè. Mình chà, mình lấy cái nồi lau mình lau sơ ngang á thì nó sẽ hết hết, thì qua bữa sau nó cũng chỗ ra nữa, nó là chỗ máu không vậy đó. Heo con á thì vẫn cho uống sữa ngoài, heo con nè uống sữa thú y á, uống sữa ngoài. Mà con này bữa hổm nó uống sao mà nó ói rồi cái nó không dám uống nữa, nó nghỉ uống luôn, chỉ đeo mẹ nó bú thôi. Để coi người ta đây, còn do còn ổng ốm nhơm mà nó bú nó bị ói, nó uống nó ăn thì sao mà nó ói rồi nó không dám ăn thức ăn luôn, nó sợ thức ăn luôn mà nó cứ đeo theo mẹ nó vậy nè. Nó ốm nhôm thôi với người ta vậy đó, ổng tròn quay à, cái này ốm nhôm nó xịu không nhôm. Mà bà con ơi, thả về đi, ổ nó mập như mấy con đó vậy đó, em đánh dấu để làm dấu nó bị ói, chích cho nó hai mũi thuốc, nó nghỉ bú sữa thú y luôn, nó nghỉ uống sữa của thú y luôn. Nghe này bữa nay lanh hơn nè, cái hơi thở nó ra nó không có nóng nữa bà con, hổm hổm là cái hơi thở là nóng dữ lắm luôn á. Nuôi heo thời buổi này hồi hộp lắm nha, bền lắm á, dễ ăn nó đâu. Thì con heo này em quan sát á là em thấy là nó ăn mà nó cái dạng nó muốn ói á bà con, ăn cái nó muốn ói, nó ăn cái nó muốn ói. Rồi thức ăn thì nó ăn vô nó sẽ nóng, mà mình nấu cháo cho nó ăn á, mấy bữa mà em nấu cháo cho nó ăn á thì nó ăn nó không có bị nóng, mà ngược cái nó ngán, lúc nó khỏe khỏe rồi nó không chịu ăn, không chịu ăn nữa, nó bỏ thức ăn vô thì nó ăn, nó đòi ăn thức ăn không mà. Thì có nhiều bạn hỏi heo này nó bị bệnh gì, thì thực chất á là heo này á thì em chưa có biết nó bệnh gì luôn, thiệt nó thiệt đó, nó thiệt chứ bà con là chưa biết bệnh gì. Nhưng mà heo này là em biết nó bị trúng, trúng nó bị trúng trúng thức ăn nên nó mới sốt khủng khiếp như vậy, chứ bệnh nào sốt thì chích thuốc nó cũng phải giảm, phải giảm nó hết thuốc thì nó mới sốt nữa đó. Là cái bệnh nào cũng vậy, kể cả dịch tả heo châu Phi cũng vậy, nó sốt đi nữa con heo mình chích thì nó sẽ giảm xuống.
chích là nó sẽ giảm xuống liền, có thuốc vô lợn heo sẽ giảm, nhưng mà con heo này đặc biệt cái là nó khi mà mình chích thuốc vào nó không giảm, tất cả các loại thuốc luôn chích vào nó không giảm. Chỉ có một cái loại thuốc mắc tiền nhất mà em chích cho nó sẽ giảm xuống, nó đỡ đỡ thôi. Còn bao nhiêu, kể cả uống thuốc người ta luôn, mà con pha ra người ta, pha ra người ta luôn mà cho uống, và thuốc nhét hậu môn để nó giảm sốt, nó vẫn không giảm sốt. Nó sốt trong một đêm đó là em nói là này, con heo là nó không có tưởng tượng được, mà như em đứng xa xa gì nè là nó cái hơi nó hực 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 ra đó, sốt đến mức độ vậy đó. Thì em nghĩ là con heo này nó bị trúc, nhưng mà đặc biệt nó không có ói, nó không có ói miếng nào luôn. Phân thì nó đi, nó nóng sốt, nó đi phân táo nha, nó bị phân táo, nhưng mà nó không có màng nhầy, phân đen thui, nó giống như là dịch tả heo châu Phi vậy đó. Giống như dịch tả heo châu Phi vậy đó, đi phân là đen thui, đi phân nhìn thấy ghê lắm, mà táo bón đó. Quan trọng là nó táo bón. Thì cái tiền sử con heo này á là trước cái ngày nó đẻ mấy con heo này là mấy ngày đó nó đã bị sốt một lần rồi, nó đã bị trúng một lần rồi, tức là nó yếu. Và lúc đó thì tại vì thì nói chung là nó cũng cưng nó quá đi, nên là cho ăn thức ăn, nó yêu cầu miễn nó đầu là cho ăn, miễn nó đầu là cho ăn quá nhiều lần, nên con heo này nó trúng. Nó không phải, tại vì mỗi cái cơ địa là nó khác nhau, nhưng mấy con heo đằng đẵng em cho ăn con heo đầu bìa này nè là nó ăn, là nó đẻ nó ăn là như cái máy luôn, có sao đâu. Con này nè vừa đẻ xong là ngồi dưới ăn liền, ăn như cái máy vậy đó. Cái thùng bê đó mà nó ăn nửa thùng bê đó thì bà con thấy nó mức độ nó ăn ghê gớm không, mà không sao chứ. Hai con này nè, thì cái con nái trong kia, con nái bệnh đó là con của con nái này, con nái này nè, nhưng mà nó không giống mẹ, nó chỉ giống cái nước nó thở thôi à. Con này thở dữ dội lắm, nó mệt là thở ghê gớm, nó đẻ. Con kia cũng vậy nè, nó ọt ọt. Còn con này nó mạnh dữ lắm luôn á, con này nè. Mà hai con này thì ăn uống nó, lúc nó đẻ ra là nó lên nó ăn liền, nó mạnh vậy đó, không có đợi gì hết trơn á. Mà lúc nó đói là ăn, đói là ăn đó, đói là đòi đòi cho ăn đó. Mẹ cho ăn cũng không có nhiều, cho ăn là ăn có nửa ca hà, nửa ca thức ăn này nè. Mà tại nó trúng thế nè, nửa ca này thì nửa ca này chắc nửa ký chứ nhiều đó. Thì nó nhiều lần thì chứ cũng 6-7 lần gì trong ngày thôi à, tức là ngày 24 tiếng đó thì cũng 6-7 lần gì đó à, chứ không có nhiều đâu. Nhưng mà nó trúng, đường ruột con heo này nó yếu. Mà heo nái thì em hà tiện mới cho nó ăn cái men vi sinh này nữa nè, bây giờ mới cho ăn nè đó. Mới cho ăn nè, men vi sinh nè. Em vi sinh này thì loại nào cũng được hết trơn, vi sinh bào tử này nè, loại nào cũng uy yếm hết trơn. Đó thì em chia sẻ với bà con vậy. À, sốt nhìn thấy chỗ ra nhìn thấy ghê không? À, sợ chết đi được. Mắc ăn mắc ngủ với nó luôn đó. Nó không phải chơi đâu, sốt nhìn thấy ghê lắm. Mà giờ nó hết rồi, hết sốt rồi. Vẫn ăn uống, ăn uống mà thức ăn thì em ngâm ra như vậy nè đó, thức ăn thì ngâm ra như vậy trước cho nó mềm trước, rồi chiều mới cho ăn. Ngày sạp tối ngày vậy.
Rồi thôi em kết thúc video ở đây nha bà con. Đó là cái sự theo dõi của con heo bệnh nó sốt như vậy đó, thì em chia sẻ với bà con là như vậy. Để khi mà nó khỏe hoàn toàn thì em sẽ quay lại cho bà con coi nữa nha. Rồi vậy đi, rồi em kết thúc video này ở đây nha bà con. Chúc bà con thật là nhiều sức khỏe nha. Thì khi mà nó khỏe mạnh hoàn toàn thì em sẽ quay những cái diễn biến của con heo đó lại cho bà con coi nha.